Rồi quý vị ơi, hôm nay là cái combo này 150 nha quý vị. Là 5 cây 400k ha. Cái combo này nửa tháng trước tôi có bán rồi. Ông anh kia chốt mà ông không có gửi tiền, ông chuyển khoản. Hôm nay tôi bán lại nha, cái này mua đi bán lại chứ không phải đồ nhà. Chỉ có một combo duy nhất thôi, 5 cây gieo hạt nha. Mai chiếu thủy lá to gieo hạt. Nuôi 2 năm trời rồi đó nha quý vị. Bán một lô một rồi kêu tôi đi mua nữa, tôi cũng có mua nữa nha quý vị. Không có thời gian quý vị ơi. Rồi, cây này lai cẩm thạch luôn rồi quý vị, thấy không? Nè, cái này lúc trước tôi bán một cặp là 220 rồi nha quý vị. Này 5 cây có 400 thôi nha. Đi chơi mua về bán chứ còn kêu đi mua về bán tôi cũng không có thời gian nha quý vị. Rồi, 5 cây 400 bao khuyến ship, anh chị em nào mua vô lòng chuyển tiền trước xuống luôn nha quý vị.